của nội đó mà tại hồi nói chuyện đi học học đi làm trong không có mối tình yêu, bây giờ anh lên đây thì Quỳnh Linh mới là Phong Phong thì cũng chăm trước cho cháu. Dạ. Thì cháu cũng hơi run. Dạ. Cho nên nè con cũng chấp nhận ra cho Vũ vì bà nội thì cũng tuổi già rồi, à hắn là cũng chắc thì cháu rất tôn của nội, nếu như hai đứa mà đến với nhà đó là cũng chúc hai đứa hạnh phúc mà vui vẻ với nhau. Cháu thấy nội nhiêu tuổi rồi nội? Gần 80 rồi. Gần 80 rồi hả? Gần 80 rồi. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, chào em với lại bạn bên kia với lại quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Quỳnh Minh Vũ, năm nay là 30 tuổi, quê quán em ở Quảng Nam, hiện đang sinh sống và là làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Em ơi Vũ, em có bị ai ép không mà sao em buồn quá vậy? Cái dạ, giọng chắc em sầu thảm quá luôn. Hồi hộp vậy. Rung hồi hộp. Rung hồi hộp phải không? Quỳnh Minh Vũ 30 tuổi, quê Quảng Nam. Đang làm gì Vũ? Dạ em đang làm kỹ sư xây dựng, em làm giám sát công trình. Giám sát công trình ở đâu? Dạ ở dưới Long An. Long An. Em thì sao? Dạ em xin kính chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh chào và quý vị khán giả. Và chào anh bạn bên. Thì em tên là Phạm Thị Mai Trinh. Năm nay em 26 tuổi, em quê ở Long An và em đang làm việc ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ Vũ nói những ưu khuyết điểm của Vũ là gì? Dạ, ưu điểm của em á là hòa đồng, vui vẻ. Luôn cố gắng làm tốt mọi việc. Đó, em nói phấn khởi lên coi Vũ. Phấn khởi lên nào, sắp có vợ rồi, phấn khởi lên. Dạ chắc do thôi không. Thôi, giờ nói lại nó lớn lên nha. Ưu điểm thì nãy nói rồi là vui vẻ hòa đồng. Luôn cố gắng làm tốt mọi việc. Tốt. Thẳng tính. Ừ. Cái thẳng tính đó thì chắc nằm trong điểm yếu. Thẳng do tính mình... quá không tốt. Dạ, dạ, mà dạ. Thật xấu có không? Có thật xấu không Vũ? Dạ chắc em cũng hơi nóng tính đi. Nóng tính hả? Dạ. Thôi em hiền quá sao nóng tính? Kiểu như mình bực thôi mà, thì mình nói chung thì mình bực thì mình chỉ im lặng để cho nó qua thôi. Ngoài cái công việc của Vũ thì Vũ có tập thể thao thể dục, có một cái đam mê nào về văn hóa văn nghệ thể thao thể dục không? Dạ em có tập gym, tập võ. Thôi võ luôn hả? Em có đai gì rồi? Dạ đai đen rồi. Chà võ gì vậy Linh, hỏi võ gì vậy, bên nhà trai học em võ gì vậy? Dạ taekwondo. Chà cái đó chặt một luôn. Cái bạc là coi như xong nha. Đúng rồi, giữ luôn á. Rồi không biết... mình tập để rèn luyện thân thể thôi. Còn đàn gái sao? Em sao nè, điểm mạnh điểm yếu? Dạ thì ưu điểm của em á là em hòa đồng vui vẻ, thì lâu lâu em cũng có thể pha trò được với mọi người. Em có thể tự do phát biểu cái cảm xúc của mình. Điểm yếu của em? Điểm yếu của em là em không giỏi nấu ăn chị. Tức là có nấu nhưng mà không giỏi. Dạ, là rồi. Không nấu cho nên không giỏi. Dạ sáng sáng thì em cũng có nấu ăn cơm cho mình mà mình em ăn thôi à. Chứ em không dám mời người khác ăn tại vì nó sợ là người ta ăn không được. Vậy đó hả. Em có đam mê một cái bộ môn thể thao thể dục hay là văn hóa văn nghệ gì không? Dạ em thì từ hồi nhỏ là em rất là thích hát. Thì ở đây em có chuẩn bị một đoạn bài hát bằng tiếng Hàn thì em có thể có vui cho chương trình bây giờ được không ạ? Rồi mời được, em được được em hát đi, em hát đi cưng. Dạ. Vậy em xin bắt đầu nha. Bài này là chắc có lẽ sẽ quen với một số bạn trẻ ở đây. Hát lên là biết liền á. 나의 두 눈을 감으며 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊어지길 바랬어 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발 정말 네가 나의 운명인 걸까 넌 falling you. Trời ơi, falling you rồi đó. Sở dĩ thì em chuẩn bị cái bài hát này á bởi vì có một câu hỏi rất đắt ở trong cái đoạn lời bài hát này, nó có nghĩa là liệu có thật sự rằng anh là cái người định mệnh của đời em hay không? Đó đó. Em trai em cảm giác thế nào về bài hát tiếng Hàn đó? Dạ em thì nghe bạn hát thì cũng hay á, nhưng mà tại vì cái bản này em không có biết. Em không hiểu luôn đúng không? Em có biết nhưng mà cái giọng hát bạn này hay không? Dạ hay chị. Em có nghĩ em sẽ là định mệnh của bạn này không? Dạ chắc vậy chị. Chắc vậy. Điều đó không? Điều đó do em rất quyết định. Rất là chân thành, chắc vậy quá. Em có mấy mối tình rồi Vũ? Dạ em hiện tại chưa quen. Chưa quen. Từ xưa giờ luôn. Dạ. 30 tuổi rồi. Dạ. Em có để ý một bóng hồng nào không? Dạ nói chung thì cũng có, thì hồi xưa đi học thì thấy cũng thích nhưng mà mình bây giờ hết thích rồi hả? Dạ hết rồi.
Hồi xưa có thích, bây giờ hết thích rồi. Chào em. Ừ. Tại vì chị nghe cái vụ mà 30 tuổi mà em chưa có yêu ai, cái chị cũng hơi bị sốc á. Chị cũng phải đại diện nhà gái để mới để nói nè. Diện kiến em. Hồi xưa thấy cũng có thích, nhưng mà bây giờ em còn thích con gái không? Dạ có chứ, có em mới lên đây nha. Em có bao giờ nắm tay cô gái nào chưa? Dạ thì đâu có quen. Chưa có nắm tay cô gái nào. Chưa có hôn cô gái nào. Chưa nắm tay chưa, sao hôn? Chưa, thì đó thì bởi vì hồi giờ chưa quen ai sao mà. Em là một người đàn ông trinh nguyên hả? Dạ, chắc vậy quá vậy. Quá trinh luôn chứ. Trời ơi, em cảm giác em sao? Bên cạnh em là một người đàn ông trinh trắng luôn đó. Bên đây có hai người đàn ông đó, người nào vậy? Chắc chắn phải là... chắc chắn không phải là ông mối rồi. Đâu em nói chị nghe cái cảm xúc em ngay bây giờ, ngay lúc này. Em cảm thấy bạn ấy rất là chân thật ạ, rất là thẳng tính ạ. Còn bên kia tình duyên sao vậy? Ừ, bên kia dạ thì sao? Tình trường của em nó chỉ có một mối tình chính thức thôi. Ừ. Còn, dạ, em chào gái. Anh. Dạ. Rất dễ thương. Thì cái mối tình đó của em là cuối năm lớp 9, đầu năm lớp 10. Là... Bao nhiêu năm? Dạ. Một mối tình đó là chính thức, là duy nhất thôi đó. Dạ đúng rồi. Thì mấy năm? Dạ tụi em quen khoảng 2 năm. Nhưng mà thật sự thì do em di chuyển chỗ ở, cái nhất, ở dưới lại thứ hai là em đi học xa, mà lúc đó cấp 3 mà còn nhỏ nữa, suy nghĩ không được chín chắn. Cho nên hai người bị thiếu thông cảm với nhau. Dạ. Rồi cái đó nó xa lâu rồi. Từ lúc đó tới bây giờ là em không yêu ai nữa. Dạ đúng rồi, từ lúc đó tới giờ là em chỉ có học và đi làm thôi. Mấy năm rồi? Dạ tới bây giờ chắc cũng 8-9 năm gì rồi ạ. Coi như 10 năm đi. Dạ. Ông kia gấp 3 lần em á. 30 năm rồi, trời ơi. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cao to đen mà thơm á. Cao to đen thơm. Dạ. Chưa chắc có người cao to đen mà không có thơm. Thì mình phải xử lý cách nào đó cho nó thơm. Dễ thôi, dạ. Dầu thơm, miễn cao to là được đúng không? Dạ đúng rồi. Cao mét mấy? 1m7 trở lên là được rồi anh. Em không thích gì ở người đàn ông? Gia trưởng quá kiểm soát ạ. Lại nói dối. Nói dối? Dạ. Anh này là thật 100% luôn. Anh này cũng không thể gia trưởng được luôn. Dạ. Anh hiền tới mức mà giờ anh chưa bao giờ nắm tay phụ nữ luôn thiệt. Thì đó. Anh không thể tưởng tượng trên cõi đời này vẫn còn con người như thế. Thì đó, bây giờ hàng em hiếm. Em hỏi bạn bên kia, bạn ước cái người bạn gái của mình ra làm sao? Đó, em ước sao đi. Em ơi, thương dữ quá. Dạ thì em thì cũng không có quan trọng mẫu hình cho lắm, chỉ cần bạn thấp hơn em là được rồi. Rồi sao? Nước da. Vũ cười, Vũ tươi ghê lắm nha. Em cười mặt em rất là tươi luôn. Có muốn bạn gái mình đẹp gái da không? Da trắng hay là đen ngâm hay là như thế nào? Dạ da thì trắng một tí cũng được. Cái điều gì làm em không thích ở bạn gái? Tính của em thì chậm, chỉ cần một bạn gái biết chia sẻ với lại có thể bù trừ lại cái tính của em thì bạn nhanh có hơn chút, nhanh đúng hơn chút. Bạn kia bên kia nhanh rồi đó. Dạ. Hôm nay là Vũ đi với ai Vũ? Dạ em đi với bà nội, ba má với lại bốn anh đồng nghiệp. Dạ chào bà nội, chào hai chào cả gia đình luôn. Dạ con xin chào rồi. Gia đình ạ. Giờ cho ý kiến nội trước đi. Vũ của nội á, tại hồi nói chuyện đi học rồi đi làm trong không có mối tình yêu. Bây giờ lên đây á thì Quỳnh Linh với lại Hồng Văn thì cũng chăm trước cho cháu. Dạ. Thì cháu cũng hơi run. Dạ. Cho nên nè con cũng chấp nhận cho Vũ. Vì bà nội thì cũng tuổi già rồi. Hắn là cũng chắc thì cháu rất tôn của nội. Nếu như hai đứa mà đến với nhà đó, nội cũng chúc hai đứa hạnh phúc mà vui vẻ với nhau. Thấy. Nội nhiêu tuổi rồi nội? Gần 80 rồi. Gần 80 rồi hả? Gần 80 rồi. Nội đẹp lão dễ sợ luôn á. Rồi. Dạ thưa. Chú thấy sao chú? Xin chào chương trình. Chào Quyền Linh. Chào Hồng Danh. Dạ. Chào cháu gái. Dạ con chào chú. Nói chung là đây là cái cơ duyên của chương trình cũng tạo cho hai đứa. Nên có gì là hai đứa cũng cho nhau cơ hội. Gia đình cũng mong muốn là coi như có cháu giàu. Có cháu nội. Dạ. Nhưng mà chú thấy con dâu tương lai của mình có hợp với lại con trai của mình, có hợp với gia đình của mình hay không? Nói chung là nói như Vũ nãy á, cháu này là hợp với Vũ, tại vì Vũ nó chậm mà cháu gái này nhanh. Dạ. Thì hai đứa có thể bù trừ cho nhau được. Dạ. Rồi cảm ơn gia đình. Dạ. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em và bạn của em ạ. Ồ vậy hả, chào chị. Thôi chào đàn gái. Tôi xin giới thiệu, tôi là mẹ của Mai Trinh. Tôi xin chào Hồng Vân. Dạ. Vui vẻ. Chị. Dạ. Xin chào chú Quyền Linh dễ thương. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Cô thấy rằng rể tương lai của mình đó như thế nào? Tôi thấy cháu Vũ đây là cũng người hiền lành, chân thật. Nó cũng phù hợp với cái bản tính của con tôi. Yeah. Tôi cũng mong rằng hai đứa sẽ tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Xin cảm ơn chương trình. Rồi. Dạ, rồi cảm ơn gia đình đà gái.
Thôi bây giờ mình kéo rào đi rồi. Nha. Mình kéo rào đi. Tùy để cho các bạn gặp nhau đi. Kéo nha. Đi Vân. Ừ. Rồi kéo rào. Tặng quà đi, nào Vũ. Đứng lên tặng quà nhau nào. Dạ, cho anh ạ. Em có món quà tặng anh. Đây là một cái quyển sách nói về một cái hoài bão của mình. Nếu như mà anh có một cái ước mơ, một cái hoài bão, một điều khao khát nào đó thì anh hãy chú tâm vào nó, cố gắng thực hiện nó, và cả vũ trụ sẽ bên cạnh anh để giúp đỡ cho anh. Cảm ơn em. Trời ơi, cái câu nói dễ thương quá vậy. Dạ, anh cũng có con gấu bông tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi. Tối vũ ôm gấu bông nha bé. Bây giờ Vũ rất là rung hồi hộp ha. Bây giờ em biểu diễn màn võ thuật đi, để lấy tinh thần coi. Đúng rồi. Bắt đầu biểu diễn cho bạn trai gái xem kìa. Rồi, bắt đầu. Thì chúng ta đó. Đó, đúng rồi. Đó. Dòng máu lạc hồng 4.000 năm. Phải la quay vô tao đây, la quay vô la ai nghe. Không, mình đánh về đây mà. Phải la hê ra ngoài đây tôi sợ. Trời, được rồi. Nhưng mà bây giờ là có tự tin rồi đúng không? Dạ. Nói chuyện đi, nói chuyện với bạn đi nè. Dạ rồi, anh ơi, đầu tiên bữa nay em gặp anh thì em cảm thấy rất là vui. Cho nên anh cũng thoải mái nói chuyện với em nha. Dạ. Anh có cần em giới thiệu lại không? Em giới thiệu kỹ hơn về nghề nghiệp của em không? Thì nãy anh cũng nghe là làm ở quận 7 thôi, nhưng mà cũng không có biết là em dạ, làm đúng rồi. Cái gì. Em làm công việc là em làm ở văn phòng thì mỗi ngày của em là đối diện với số thôi, số liệu, em làm báo cáo và đôi khi em có hỗ trợ biên phiên dịch. Dạ. Ủa em biết tiếng dạ Hàn Quốc. Hàn Quốc. Dạ. Anh thì không biết. Hỏi đi, em thấy anh sao? Em thấy anh sao? Thì em thấy anh rất là dễ thương ạ. Lúc nãy nghe ở bên cái rèm á thì cảm thấy anh rất là chân thật và rất là thẳng tính. Nhưng mà bây giờ gặp á thì mở màn ra rồi mới thấy anh rất là dễ thương. Hiền khô à. Dạ. Thì anh thấy em á thì có thể là bù trừ lại cái tính của anh á, là anh là hơi chậm. Anh cũng mong em cho anh cơ hội để quen. Thì vô cơ hội liền. Mình phải nói quan điểm của mình về tình yêu, rồi mình chứng minh được mình phải có bản lĩnh để có thể lo lắng cho cái người yêu của mình. Bây giờ quan điểm tình yêu của em như thế nào đối với hôn nhân gia đình cho em gái nghe nè. Quan điểm tình yêu á thì anh muốn là mình phải chung thủy, biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng và quan tâm nhau á, chỉ vậy thôi. Đối với em thì cái chuyện mà cảm xúc kết nối về tinh thần nó rất là quan trọng. Nếu mà hai người ở bên nhau có cảm xúc với nhau và cưới nhau về thì thấu hiểu cho nhau, chịu lắng nghe nhau thì đó là điều quan trọng nhất đối với em ạ. Lắng nghe thì anh luôn luôn lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Lâu lâu mới hiểu. Chứ đừng có lâu lâu mới hiểu là mệt lắm á. Yeah. Rồi nói nghe nè, em định là nếu mà tụi em đến với nhau thì là bao lâu thì sẽ làm đám cưới? Em thì năm nay cũng 30 rồi. Thì nếu được thì cuối năm nay cũng được. Mình tùy bạn thôi thì... Cuối năm nay cũng được. Nay là giờ là tháng 11 rồi đó. Tình yêu thì mình có thể mình hiểu nhau thì một tháng, hai tháng thì mình quen nhau. Cưới luôn hả? Trời ơi. Dạ. Đâu có sao đâu, trình bạn Nguyễn Hòa thì... Cặp đôi mà anh Phụng với cô giáo Thảo đó là mới tháng 10, là cuối tháng 12 cưới nè, chưa tới 2 tháng nữa. Thì Vân có nói gì đâu, Vân thích mà. Bây giờ hát tặng nhau đi. Anh có hát tặng em bài Hãy Nắm Lấy Tay Anh thì của, nắm liền, đi nắm liền, qua nắm, liền, nắm, liền, nắm, luôn. Nắm liền. Trời đất ơi, đó ông ước ao ông nắm tay đó. Dạ rồi. Hèn chi. Tại vì bài này anh chuẩn bị cũng lâu rồi. Nắm tay anh thành chặt. Nhìn em đi. Giữ tay anh thành lâu. Để hứa với nhau một câu, sẽ đi trọn cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập thì đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi, thì đôi ta sẽ mãi không xa rời. Đó, chào phát tay ạ. Ý làm kia em hát là phải nhìn thẳng cô gái ấy đó. Rồi để tay nút bấm đi các bạn. Nãy giờ chúng ta có thể nói chuyện vui, nhưng đã đến lúc chúng ta phải lắng lòng lại, kiểm tra cảm xúc của mình. Bởi vì các bạn bấm nút
là các bạn đồng ý hẹn hò và trao duyên nợ với nhau. Nếu trái tim mình chưa rung động, mình để điều đó cho người khác, đừng làm mất đi cơ hội, làm mất duyên của người khác. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Nhắm mắt lại các bạn. 3 2 1. Hết thời gian. Em gái không bấm. À vậy hả? Tại sao em gái là không bấm? À, dạ thật sự thì khi mà em đối diện anh thì em cảm thấy là anh rất là thật lòng, nhưng mà em vẫn chưa có được sự rung động thật sự. Đúng, chúng ta phải sống thật với con tim của mình. Chúng tôi luôn trân trọng những quyết định của các bạn. Cảm giác của Vũ thế nào? Dạ em thì cũng biết nói sao thì hơi buồn chút xíu. Hơi buồn xíu. Bởi vì đây là duyên nợ, nhưng mà bởi vì trái tim cô gái không rung động, cô sống thật với lòng mình đó. Nhưng mà Vũ nè, Vũ cố gắng mở lòng mình ra nữa. Anh nghĩ rằng là em rất tốt, em rất dễ thương, em cũng có duyên nữa. Vấn đề là mình chưa cởi mở đó Vũ. Hy vọng rằng hai đứa sẽ sớm tìm cho mình một nửa yêu thương nha. Dạ em cảm ơn anh Quỳnh Linh, cảm ơn chị Hồng Vân. Và chúc anh sẽ có một cái cơ hội thật tốt để gặp được một cô gái dễ thương, hiền thục và đúng như cái chờ mong đợi của anh. Rồi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh ạ, xin chào chị Ngọc Lan ạ, xin chào bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Huỳnh Phú, năm nay 30 tuổi. Hiện em đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Phú làm gì Phú? Dạ em là nhân viên kiểm duyệt của đài truyền hình ạ. Thôi. Nhân kiểm duyệt là duyệt chương trình đó hả? Dạ. Em có duyệt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ không ạ. Em ơi có duyệt phim không cưng? Dạ có ạ. Em mốt phim gì Ngọc Lan duyệt cho nó khó chút nha. Em đã từng duyệt phim của chị chưa? Dạ em cũng không biết, là em không nhớ được phim chị đóng phim nào nữa. Duyệt nhiều quá đúng không? Dạ. Đây là một người khó lắm nha. Duyệt phim khó lắm á. Rồi hai ngành nghề gần như khác nhau. Một người là giáo viên, một người là làm nghề duyệt phim ở trên đài truyền hình ha. Em học cái gì ra mà em làm nghề duyệt phim vậy em? Dạ em học là bên IT ra. Ủa học IT sao làm nghề duyệt phim? Dạ IT xong rồi mình học bên mảng truyền thông đa phương tiện ạ. À em duyệt phim về nội dung hay duyệt phim về kỹ thuật? Dạ cả hai luôn ạ. Cả hai luôn hả? Dạ. Nó hay nhà, học IT ra duyệt phim về nội dung luôn hả? Dạ. À rồi bây giờ mình nói chút xíu ưu điểm khuyết điểm của mình đi em gái. Dạ. Dạ em chào anh Phú ạ. Dạ con nói về ưu điểm của con trước nha chú. Dạ con giải thích ngay với môi trường mới. Tại vì con từng đi du học ở Nhật á, cho nên là sau khi qua đó tầm một tháng thôi con đã có thể quen được môi trường mới rồi. Cái thứ hai là con ham học hỏi, mỗi ngày con đều muốn học một cái điều gì đó mới nhiều hơn á. Mỗi ngày mình học một thứ. Cái thứ ba là con lạc quan. Ví dụ như có vấn đề gì xảy ra, con thích giải quyết vấn đề nhiều hơn là mình suy nghĩ về nó tiêu cực hay là mình tìm cách để đổ lỗi cho ai đó. Dạ. Tốt quá. Dạ con về khuyết điểm. Dạ con về khuyết điểm của em thì em không thích nấu ăn lắm. Dạ. Không lại, thích nấu ăn là thích ăn ở quán nhiều đúng không? Dạ không, con lại thích nấu, mà con lại thích ăn mấy cái món của mẹ nấu hơn. Trời đất ơi, con nấu con thích, con ăn để cho dạ. người khác ăn hả? Thích ăn ở nhà nhưng mà không có thích nấu. Dạ. Cái khuyết điểm thứ hai là chắc là lúc con đói. Đó là quạo. Dạ không đến nỗi quạo nhưng mà kiểu mệt á, mệt trong người thì mình không muốn nói chuyện gì á chị. Dạ. Tụt đường đó em. Dạ đúng. Đói là bị tụt đường đó, cho nên là mình không có năng lượng để mà mình nói chuyện. Dạ. Hy vọng là sắp tới em sẽ gặp được một chàng trai không bao giờ để cho em đói. Rồi còn khuyết điểm gì nữa không vậy Vi? Dạ tạm thời là vậy chú. Còn khuyết điểm thì chắc để mọi người tự tìm hiểu. Rồi chào Vi, một cô gái rất là dễ thương ha. Dạ con chào chú. Rồi mình nghe con khuyết điểm ưu điểm bên đây thế nào nha. Dạ. Phú, ưu điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là chân thành. Ừ. Và tính cẩn thận tỉ mỉ. Và trong chuyện tình cảm thì em rất là chung thủy. Trung thủy. Dạ. Tốt. Và ngoài ra em còn biết nấu ăn. Nấu ăn yên. Dạ. Tâm bên kia không biết nấu. Dạ. Vậy thì em nấu sẽ có người ăn. Dạ. Ha. Bên kia nấu nhưng mà không thích ăn, mình nấu mình để cho người khác ăn. Có thể là con nấu cho bên đây ăn cũng được. Dạ. Rồi còn khuyết điểm là gì từ Phú? Dạ khuyết điểm của em là hơi thiếu tự tin. Thiếu tự tin. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ cũng 3 mối tình. Thiếu tự tin mà nó 3 mối rồi đó. À, mối dài nhất là nhiêu? Dài nhất là cũng 1 năm ạ. 1 năm. Ít nhất là bao lâu?
ít nhất là 3 tháng ạ. Vậy kinh nghiệm về đường tình yêu nhiều không? Dạ em thấy cũng thất bại nhiều. Thất bại nhiều không? Thất bại nhiều là kinh nghiệm nhiều đó. Dạ. Đó bên tôi 3 mối tình đó. Rồi, mình nói về tình trường của mình cho bên kia nghe đi em. Bên kia 3 mối đó mình mấy mối? Dạ từ hồi tốt nghiệp tới giờ thì em có tìm hiểu vài bạn nhưng mà không gọi là mối tình đó chị, tại cũng không phải là yêu đương sâu đậm gì. Chỉ tìm hiểu vài 3 tháng thôi thì thấy không hợp. Dạ, mới tìm hiểu thôi. Dạ. Vậy là chưa có kinh nghiệm trong tình trường. Chưa hề có kinh nghiệm gì hết. Hả? Bên kia chưa mối tình nào nha Phú nha. Dạ. Rồi vậy thì bây giờ sắp tới nè, mình có bạn trai nè, mình mong muốn bạn trai của mình là người như thế nào? Dạ về tính cách thì em hy vọng bạn đó là người có đạo đức, có trí tuệ, có nghị lực. Bạn phóng khoáng một tí, bạn rộng lượng một tí. Còn về trong chuyện tình cảm không á, thì em hy vọng bạn là người tử tế nhưng mà không phải là người ga lăng. Giống như bạn không thể đối xử tốt với tất cả các bạn gái được. Như vậy thì trong mắt bạn người yêu sẽ không có gì đặc biệt hơn với người khác á. Dạ. Trời, cô gái này rất là bài bản nha. Rất rõ ràng. Chào em. Đẹp trai. Rất là đẹp trai. Tôi đẹp trai. Sao giờ nghe cô gái bên kia có cái mong muốn như vậy đó, em thấy mình có đáp ứng được. Tử tế. Dạ. Quá tử tế. Có ga lăng không? Dạ cũng có ga lăng. Bên kia không thích ga lăng. Ủa gì kỳ vậy? Nhưng mà ga lăng với một mình bạn đó thôi. À thì được. Dạ. Vậy là ích kỷ. Thích ga lăng có một mình không ga lăng người khác là hơi ích kỷ. Dạ không, mến đó mình cũng phải hòa đồng nha. Thì cái khuôn khổ người ta đưa ra là vậy bên thôi. Bên kia ích kỷ chứ không phải nó bên này. Đàn ông người ta phải ga lăng. Thông cảm, tại bên kia chưa có yêu ai hết cho nên kinh nghiệm cũng không có. Thì người ta chỉ có một cái hình mẫu là như vậy thôi. Thì người ta nghĩ như vậy là tốt. Thì mai mốt đây có kinh nghiệm hơn thì về sẽ hướng dẫn lại. Ví dụ như ga lăng người yêu của mình 10 thì ga lăng người ngoài 7, 8, 6 gì đó. Thật ra em biết sao không? Cái ga lăng đó là cái tử tế đó em. Em muốn tử tế mà em không muốn ga lăng thì hơi khó. Ha. Thôi không cảm, bên đây người ta không có kinh nghiệm. Nhiều khi ta còn không biết ga lăng là gì nữa. Không biết đâu. Đôi khi là vậy. Rồi bây giờ á, mình muốn một người yêu lý tưởng thế nào? Diễn tả có giống bên kia không? Dạ, mẫu người bạn gái lý tưởng của em là ngoại hình thì cũng dễ nhìn một chút là được. Quá dễ nhìn. Dạ. Bên kia hơi dễ thương luôn. Dạ, quan trọng nhưng mà tính tình đó, tính tình là biết quan tâm, lo lắng cho gia đình. Dạ. Rồi, mình quan tâm đến người ta quan tâm đến mình à? Dạ, dễ đó. Dạ. Cái đó dễ, còn gì nữa khó hơn không Phú? Dạ không, mà em cũng đơn giản nha. Bây giờ em không thích điều gì ở phụ nữ? Em có hơi e ngại là nếu mà bạn đó quá dữ, tại tính em hiền. Bạn nó quá dữ, để qua bệnh của bạn nó dữ thế nào? Chưa. Vi dữ không Vi? Dạ, con sẽ nhường nhịn người nhà. Con nhường nhịn người nhà hả? Dạ đúng rồi. Vậy là ý là con có dữ đó đúng không? Dạ. Mỗi lần dữ lên con làm gì nè? Dạ con cũng không làm gì ai đâu, nhưng mà con phải biết tự bảo vệ bản thân mình chứ. Ví dụ như người ta ăn hiếp mình thì mình đừng có để người ta ăn hiếp thôi. Vậy là dữ rồi nha, ta gọi là bản lĩnh. Bản lĩnh đó. Được. Dạ. Ủa mình là học tiếng Anh ở Việt Nam hay là học ở đâu? Dạ con học ở trường Đại học Ngoại ngữ Tin học. Đại học Ngoại ngữ. Dạ. Rồi mình có đi du học ở đâu không? Dạ con đi du học Nhật 6 năm. 6 năm ở Nhật? Dạ. Vậy là bản lĩnh lắm á. Đi qua Nhật 6 năm mà không yêu chàng trai nào bên Nhật hết à? Dạ không. Con lo làm với lo học không, con không có thời gian nhiều. Cô này cứng rồi nha. Trong cứng lắm. Cô khó lắm á. Hả? Bây giờ nãy giờ anh kia anh nói vậy mình cảm nhận là có hợp với mình không? Dạ con cũng chưa cảm nhận gì. Chưa cảm nhận gì đúng không? Dạ. Cô này rất là khó yêu luôn á. Được rồi. Vậy mình mong muốn á, mình không thích đàn ông là người như thế nào? Dạ, người gia trưởng. Gia trưởng. Dạ. Bên này không có gia trưởng đâu, hiền khô. Còn dạ. Không thích gì nữa? Keo kiệt. Keo kiệt. Đây có keo kiệt không? Dạ không ạ. Nhìn cái tướng đó là sao khoáng lắm hả? Keo kiệt dạ. Được. Rộng lượng lắm hả? Ừ. Dạ, chị nhìn hòa hòa là biết rồi. Chúc dẫn anh chị Lan đi ăn nha. Dạ. Đó thấy chưa? Chưa đói lắm mà giờ tới giờ đói vậy. Dạ. Gần đây có cái quán cũng ngon đó chị. Không, vòng vòng đây không có gì ăn luôn á, chị không thấy gì ăn luôn á. Em thấy có cái quán cũng ngon mà, có cái nhà hàng gì đó. Ừ, chắc mình đang ăn nhà hàng vậy. Ừ, được á. Được, rộng lượng. Rồi, bây giờ khoảng khi nào là con muốn lấy chồng nè? Dạ, con chưa có kế hoạch. Chưa kế hoạch đúng không? Dạ. Không biết chừng nào luôn. Dạ. Rồi, nó chưa yêu trước cái đã, yêu trước cái đã. Chưa yêu mà nó chưa kế hoạch lấy chồng luôn nữa. Rồi bây giờ mình hỏi người thân coi sao. Đúng nữa. Rồi. Chàng trai đi với ai cưng? Dạ em đi với ba em ạ. À có ba. Dạ con chào chú. À chào chú. Hello. Hello. À chú một đến 1, 2, 3 giờ. 1
3. 1, 2, 3. Hello, 1. Rồi. Dạ, tắt nữa rồi ạ. Hello. Rồi, dạ. Rồi. Rồi, xin chào chú Quyền Linh, chào cô Ngọc Lan, chào cháu gái, chào khán giả trường quay. Tôi tài ba của Quỳnh Phú, thì nay thì thấy cũng lên chương trình này cũng là một cái cơ hội để cho tạo điều kiện cho hai cháu nó hiểu quen nhau. Thì đây thì tôi thấy là bên cháu này thì cũng coi như là chững chạc, tuy trẻ nhưng mà cũng còn có gì chững chạc lắm á. Thì để cho hai đứa lại nếu mà để tìm hiểu tới nhau tới xa hơn nữa thì hai đứa cho nhau một cơ hội. Chú giờ thí dụ được thì chú khoảng chừng nào đàn trai bước tới nhà gái được chú? Thì nếu mà do bên nhà gái thôi mà đồng ý thì bước liền luôn. Biết tới sớm luôn chứ không sao hết đó. Bởi vì chuẩn bị sẵn hết ráo rồi không có gì hết đó. Chú chuẩn bị hết cho con trai mình chưa? Xong hết rồi, không rồi. Xong hết rồi đúng không? Có nhà riêng ở thành phố luôn rồi. Trời ơi ngon lành. Trời ơi. Sướng quá trời quá đất luôn á. Có nhà thành phố luôn rồi, khỏe rồi ha. Vợ ở thành phố dài chú? Ở mình đó trong này. Không có dẫn ai về lần nào chưa? Không, chưa có gì hết á. Chưa. Yêu bao mối tình chứ cũng chưa có nào sâu đậm hết trơn mà. Đúng không chú? Dạ. Rồi, cảm ơn chú nha. Hy vọng nó dẫn bạn gái về sớm ra mắt cô chú ha. Hy vọng là dẫn bé Vi về. Bé Vi đi nha cưng. Dạ, với dì với mẹ. Dạ. Cái dì với mẹ. Rồi. Mẹ. Dì mẹ đây mẹ đúng không? Dạ. Đầu tiên giờ mẹ thấy sao, mẹ nói vài câu đi. Dạ, thì em thấy cháu bên đây là cũng được đó, chỉnh chạc đó. Thì mẹ thấy được thì con cũng cho anh bên này cơ hội để hai đứa tìm hiểu. Nhưng mà chừng nào định gả con được? Ăn thua gì nói thôi chứ em thì không có khó. Nó muốn là gả đúng không? Dạ. Rồi, rồi hỏi ý kiến gì coi làm sao nè. Em Trinh để vô trong nhà. Em chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan, dạ. Chào cháu trai, dạ. Với chào đàn trai bên kia. Chào quý vị khán giả. Thì dì Tư thấy cũng ok đó con. Thì hai đứa cứ cho nhau cơ hội đi, theo dì Tư nghĩ là gì nên thấy hợp không? Thấy hai đứa nó có hợp nhau gì không? Hợp, thiện đàn nấu đàn ăn là được rồi anh. Nhưng mà thì em cũng nói trước là cháu em nó dở vậy đó, nó giỏi được có cái nó học không à, nó lo học không à. Nó lo học, nó lo công việc, lo làm ăn không à, chứ nó không có lo yêu. Rồi nó cũng không có lo công việc nhà luôn. Cái gì có mẹ nó bọc hết. Lo học quá. Rồi qua bển cũng em bọc nó luôn. Thành ra là nó lỗi người lớn. Nhưng mà nó lo kiếm tiền không? Thì được đó, làm đó. Công việc là kiếm tiền được đó anh. Lo kiếm tiền được là được rồi. Đó. Thời buổi hiện đại giờ chưa chắc phải về mình nấu cơm này kia không, mình phải dạ. Mình phải kiếm tiền trước rồi có dạ. Có nhiều tiền mình cũng mình có người làm được. Việc đó được chị ơi. Dạ. À, chú muốn nói gì không chú? Chú muốn nói gì với nhà gái không? Thôi không có gì. Rồi, coi như là có đồng hương thôi, quê của Long An luôn. Ủa vậy hả? Chú là ở đâu? Tại thành phố Tân An, ngay công viên Tân An, thành phố Tân An. Tân An. Còn bên đây là ở Mỹ Hạnh Nam. Bên là Đức Hòa. Dạ. Đức Hòa, hai bên nó tréo gần quen. Gần chùa của cụ chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Dạ, dạ. Ngay đó luôn. Đức Hòa nè. Đức Hòa nè. Đức Hòa là đi tỉnh lộ 10 á, đi thẳng xuống qua cầu sáng. Con là Đức Hòa mà xuống tới Tân Mỹ. À, thì Mỹ Hạnh Nam đi lên Đức Lập, lên Tân Mỹ Hậu Nghĩa. Dạ, thì mình đội về sát bên thì sát bên sân khấu mình luôn đó. Dạ. Khóa 10. Rồi đây là nhà trai nhà gái cũng đã có ý kiến rồi. Dạ. Thôi bây giờ mở cho hai đứa trẻ đúng có ý rồi. Kiến đi mở rào. Bắt đầu đi Phú. Dạ, em có món quà tặng anh. Anh cũng có quà tặng. Lớn lên, lớn lên. Cả đời bình an trôi chảy. Dạ, nó mở luôn, mở luôn Phú, mở quà. Dạ. Dạ thôi ạ, em xin phép về nhà mở. Mở luôn. Dạ. Mở cho mọi người cùng xem. Dạ. Dạ. Em đọc luôn. Đưa cho mọi người xem. Dạ. Em vẽ. Đó.
Cái này là em tự vẽ. Dạ. À, rất là dễ thương, rất là đẹp. Bình an, tâm bình, thế giới bình, tâm an, vạn sự an. À, anh rất cảm ơn. Rất là bây giờ về sổ đi. Dạ. Mấy chục năm mới gặp đó, thử cảm nhận về nhau thế nào? À, anh thì thấy em cũng rất là dễ thương. Yeah. À, thì không biết là em có nghĩ anh nhìn danh minh bên ngoài như thế nào không? Yeah. Về tính tình. Về tính tình, dạ ấn tượng đầu tiên của em thì thấy anh chững chạc, nghiêm túc, dạ chỉ vậy thôi, mới sơ sơ thôi. Thì tính anh là cũng hiền thôi, với lại khuyết điểm của anh là có thể nói chuyện hơi bị nhẹt á. Thành ra không biết là em có thích mỗi người mà năng động hay là như thế nào không á, thì anh thì cái phần đó bị khuyết điểm á. Dạ không, tại tính em cũng năng động sẵn rồi nên không cần. Nếu mà mình cuối tuần á thì em có rảnh không thì? Dạ anh... tại công việc của em hơi bận, em chỉ rảnh mỗi ngày chủ nhật thôi. À rồi chủ nhật. Dạ. Chủ nhật là em thường đi đâu làm ở nhà? Dạ em đi dạy gia sư với em đi làm ở trường em vào buổi sáng thôi. Dạ, cũng không có làm gì hơn. Trời đất ơi, thứ bảy chủ nhật cũng đi làm hết, đi hết trơn rồi, rồi lấy đâu hẹn hò. Bây giờ quý phải trích ra thời gian hẹn hò chứ. Nãy gì Trinh chỉ nói là cứ suốt ngày đi học chứ đi kiếm tiền không à. Dạ. Bây giờ mình kiếm thêm chút tình yêu nữa. Dạ. Không? Dạ. Bây giờ nói với anh Phú đi là em tranh thủ ngày nào đó nghỉ một vài ngày coi. Dạ, chủ nhật có chút. Nói đi. Dạ, em chỉ rảnh ngày chủ nhật thôi. Dạ ok, không sao. Dạ. Anh có muốn hỏi gì em không ạ? Thôi chắc để sau khi mình tìm hiểu ở ngoài thì mình sẽ có thời gian hỏi nhiều hơn. Đứa hẹn hò bên Nhật chú dì Trinh đi. Không, thật ra anh cũng có ước mơ là muốn đi được du lịch các nước xa xa như là Nhật. Nhật thì em ở gần 6 năm rồi cho nên em biết khá nhiều. Cho anh hỏi là cái công việc hiện tại của mình á, thì mình có đi công tác thường xuyên không? Dạ, em không đi công tác gì hết, em chỉ làm ở chỗ trường em thôi. À rồi, ok. Dạ. Dạ hết rồi. Dạ hết rồi. Con thắc mắc gì chú? Bên đây chưa nghĩ tới chuyện kết hôn, cho nên là mà hỏi sâu hơn nữa thì hơi khó ha. Dạ. Nhưng mà em có bao giờ em hình dung ra được cái cuộc sống mà sau hôn nhân của mình không? Em mong muốn là cái cuộc sống gia đình nó như thế nào? Cái quan điểm về hôn nhân của em như thế nào? Quan điểm về hôn nhân của em là phải tin tưởng, phải bao dung và biết chia sẻ với nhau. Dạ. Còn về cuộc sống thì cũng bình thường thôi. Dạ, hai vợ chồng đi làm xong rồi về có con có cái thì chăm lo cho con cái thôi. Rồi, dạ. Đó, quan điểm của bạn này cũng khá là rõ ràng. Năm nay là 30 rồi đó. Dạ. Không? Dạ. Mình tính tới chuyện đó là vừa rồi. Dạ. Mình tính là vừa đó. Chị Trinh đó mười mấy chứ. Thôi. Bây giờ thí dụ như là mình hẹn nhau, thử hỏi bây giờ mình tính cái thời gian hẹn nhau đi. Như thế nào? Theo em thì ở đâu? Dạ, em ở quận 11. Quận 11, ở đây làm ở đâu? Dạ, quận Bình Tân. Gần hay xa? Dạ, cũng gần. Gần, đó. Không xa đâu. Bây giờ mình hẹn nhau thứ bảy chủ nhật, trích ra ngày nào chủ nhật cái gì đó. Dạ. Bên hẹn hò một vài lần đi, tới coi sao. Dạ. Cái gì, đi đâu đi làm chứ, đi kiếm tiền không vậy con? Gọi là chiều đi làm về đó, ừ. Rồi anh ghé ngang qua chỗ làm, anh đón đi chơi. Hay là hẹn bữa nào anh chở về Tân An chơi, rồi cái sẵn anh quẹo qua Đức Hòa. Đó. Anh nhà em coi sao. Dạ, đâu thử đi. Nói đi, nói vô. À, nói sao anh mong là gì đó, rồi chiều em đi làm về anh ghé ngang qua anh đón em. Bây giờ hỏi đi, rồi bạn thử bữa nào anh rảnh là đi bàn luôn cái ngày hẹn hò đi qua Tân An xuống. Đúng rồi, giờ ấn định ngày luôn đi. Tức là ngày mai là chủ nhật á, em có rảnh không ạ? Nếu không là em rảnh buổi tối. À buổi tối cũng được, buổi tối thì mình đi thí dụ như đi ăn uống gì đó thì cũng đi dạo cũng được. Dạ, coi phim đồ. Dạ. Phim Trịnh và em kìa. Em và Trịnh. À em và Trịnh. Ừ. Thì Trịnh và em cũng vậy thôi. Em và Trịnh. Cái tựa của người ta thơ như vậy mà. Em và Trịnh và em như nhau thôi. Bây giờ đó thì thôi. Giờ em đi coi phim em và anh. Bây giờ em tới nắm tay Vi cái đi. Hả?
không, mình đừng bắt tay, mình nắm cho thơ mộng vô hai đứa đó, đó, đó. Đó. Cảm nhận Vi nè, đó giờ nắm tay, lần đầu tiên nắm tay một người khác giới trước mặt mẹ và dì của mình, cảm nhận thế nào? Dạ không, chưa có cảm nhận gì. Thôi nó bị chai về cảm xúc luôn rồi. Sao vậy, sao để nó chai lì như vậy? Bây giờ á, thôi bây giờ Phú nói đi Phú. Phú cảm nhận về em gái nãy giờ như thế nào Phú? Dạ, em thấy bạn này cũng rất là dễ thương ạ. Ừ. Và bạn này cũng có một cái công việc ổn định ạ. Ừ. Và bạn này cũng có ý chí tiến thủ ạ. Ừ. Thích không? Dạ thích ạ. Đó. Vi thích không? Vi dạ, thích không? Vi chưa có cảm xúc gì thật dạ, ra. Chưa. Vậy chứ bây giờ là cái Vi cần là cái gì nè? Dạ, em không biết em cần gì luôn á. Trời đất ơi. Không biết cần gì luôn hả? Dạ. Vì có mong muốn sau cái buổi này hai bạn gặp gỡ nhau để mà tăng thêm cái tình cảm không? Dạ được, không sao. Em thích, em muốn điều đó đúng không? Dạ. Thì chúng ta cho nhau cơ hội thôi. Bây giờ là Phú chủ động hết nha Phú nha. Dạ. Thật ra em gái nó chưa bao giờ yêu luôn. Dạ. Em gái nó chỉ lo đi học và kiếm tiền đi làm thôi. Không sắp xếp được dạ. gì hết. À. Dạ. Vậy để em sắp xếp. Dạ. Đó. Đó. Bây giờ hát một câu bài nào đó tặng em gái đi Phú. Đứng xếp lại đây nè. Đó, rồi cho nó. Đó. Cứ nắm tay thấy nó chưa bao giờ nắm tay nắm chặt vô nhau nhìn thẳng vô mắt nhau đó. Hát bài gì đi Phú? Dạ em xin hát đoạn đầu có bài Tình Yêu Diệu Kỳ ạ. Dạ. Đêm nay anh nhớ nhìn thẳng vô mắt, cứ nhìn thẳng vô mắt mà hát. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên thôi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau. Dù cho bao đôi thay, cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Đi hát lời tặng cho bạn trai đi. Dạ không liên quan lắm với hoàn cảnh đó chú. Kệ nó. Dạ. Hát cho cái trang cho cảm xúc rồi vẫn nắm tay đừng có buông tay ra. Cứ nắm để cảm nhận về nhau đi. Dạ. Đó. Vi nhìn thẳng mặt Phú kìa. Dạ. Hát bài Long An gì đó cũng được. À, con hát bài Ngọc Lan được không chú? Được, trời ơi, dạ. Thì Ngọc Lan chứ khoái kìa. Dạ. Để con nhớ cho chú. Nói với Phú kìa. Dạ. Em xin hát một bài không liên quan lắm thôi anh đừng để sao. Dạ. Ngày đó đôi ta vừa xa cách nhau, bên này em đứng nghe sóng của anh hiu, hình như hơi lộn một chút. Chờ ngóng anh cho lòng em nhớ mong, cho tình em xót xa từng giờ. Dạ như đó không thuộc lắm chú. Dạ em không thuộc. Sorry. Thật ra là quá lâu rồi Vi dạ. chưa có một cái cảm xúc gì với người khác giới đúng không? Dạ đúng rồi. Đã quá lâu rồi chưa có dạ. một chàng trai nào tỏ tình nói gì với Vi đúng không? Dạ đúng rồi. Đã quá lâu rồi Vi chưa bao giờ nắm tay một người khác giới đúng không? Dạ. Thành ra tất cả một cảm xúc gần như nó không có gì hết hả? Dạ. Nãy giờ nhìn Phú đây thì có nghĩ một cái điều gì không? Có cảm tình không? Dạ cũng thấy anh dễ mến. Đẹp trai mà. Dạ. Thấy không? Dạ. Thật ra Phú cũng là một người đẹp trai, phong trần mà cũng một con người là có gọi là ý chí cầu tiến. Công việc ổn định tốt luôn. Làm trong đài tốt nữa, hiền nữa. Dạ. Làm trong đài truyền hình thì một trong những cái cơ quan mà chúng ta an tâm là không bao giờ ai làm bậy được hết. Dạ. Hả? Dạ. Đó là chú nói cho Vi cảm nhận điều đó. Dạ. À, để tìm một người đàn ông mà mình yêu á thì cũng rất là khó. Dạ. À, đây là một cái cơ hội để chương trình có thể kết nối Vi với lại Phú. Dạ. Hãy cố gắng mở trái tim mình ra một chút xíu. Dạ. Mở cảm xúc của mình. Dạ. Rồi chắc chắn Phú sẽ tìm cách để cảm xúc cô ấy ùa về. Dạ. Phú nha. Dạ. Nhiệm vụ của em rất là quan trọng. Dạ. Nha. Dạ. Rồi. À, chú Linh nói hay quá. Rồi. Bây giờ chúng ta trở về vị trí đi. Mình dạ. ngồi mình. Tất cả để tay nút bấm. Chị thấy thằng này dễ thương. Bên tay trái đó Phú. Dạ. Hôm nay đây chị hỗ trợ cho. Đưa tay phía đây nè. Dạ.
Rồi. Hôm nay chúng ta đang đối diện với ba mẹ, người thân trong gia đình của mình. Đối diện với hàng triệu khán giả. Yêu là yêu, ghét là ghét. Không thương là nói là không thương. Không rung động là nói là không rung động. Chúng ta phải sống thật bằng trái tim của mình. Bởi vì khi bấm nút, chúng ta sẽ tạo cơ hội để gặp nhau, tạo cơ hội để cùng yêu thương nhau. Chính vì thế nên chúng ta phải sống thật với những suy nghĩ của mình. Các bạn nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa, lắng động lại. Nãy giờ chúng tôi có thể nói vui, có thể đùa, có gì không biết. Nhưng bây giờ đã lúc chúng ta phải bấm nút bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Không thích thì không cần bấm. Chúng ta không dối con tim của mình. Cá nhân của chị Ngọc Lan thì vẫn rất mong hai bạn cho nhau một cơ hội. Bởi vì hai bạn rất là đẹp đôi và rất là phù hợp với nhau. Tuy nhiên quyết định vẫn thuộc về hai bạn. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Vy có băn khoăn điều gì không? Dạ không ạ. Chưa, cứ từ từ chút. Bấm bằng suy nghĩ của mình. Dạ. Hay là bấm đại? Dạ, suy nghĩ. À được, bấm vào suy nghĩ của mình. Bởi vì chú thấy ở đây Phú là một người rất là thật thà, chất phác. Mình phải bấm bằng suy nghĩ của mình nha. Dạ. Và khi mình bấm rồi, mình cũng phải có trách nhiệm để tạo điều kiện để hai đứa gặp nhau nhiều hơn. Dạ, không biết là chú. Nha. Cảm ơn chú. Dạ. Rồi, có mẹ, có ba, có dì ở đây. Chúng ta phải cố gắng chăm sóc cái mối quan hệ này cho nó tốt đẹp lên. Dạ. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Phú có thể nói điều gì với mẹ của Vy và dì của Vy? Dạ. Con chào cô. Dạ, con chào cô. Dạ, con chào dì. Con hứa gì đó, ví dụ như tụi con có đến với nhau, con chăm sóc gì đó. Dạ, dạ. Mong là cô và dì hỗ trợ cho tụi con. Cũng, con cũng mong là cô và dì sẽ hỗ trợ cho hai tụi con đến với nhau ạ. Dạ, chỉ dạy dạ. thêm cho tụi con. Dạ, chỉ dạy cho tụi con ạ. Dạ, con hứa con sẽ chăm sóc cho dạ. Vy. Con hứa con sẽ chăm sóc cho Vy ạ. Vy nào, Vy nói điều gì với ba của Phú đi. Dạ, dạ con chào bác ạ. Mẹ không biết nói gì. Hôm nay tụi con có duyên gặp nhau ở đây. À, dạ. Mong rằng bác chứng kiến bác sẽ hỗ trợ tụi con gì đó. À, dạ. À, nói nhưng mà con quyết định đến với anh Phú, con sẽ nhất định chăm sóc tốt cho anh. Dạ, con cảm ơn bác. Cái này là lỗi gì Trinh nhiều lắm. Trinh phải chỉ cho em nhiều hơn. Mẹ, hồi đó mẹ yêu ba hay sao đó. Mẹ chỉ cho con chút xíu ha. Thôi. Thôi. Bạn này hay lắm đó. Ừ. Bạn này rất là hay đó. Hả? Có thể hay tất cả mọi thứ nhưng trong tình yêu bạn ấy chưa hay đâu. Nhưng mà chỉ cần khui đúng bạn một cái rồi bạn sẽ hết lòng. Phải cần có nhiều chất xúc tác nữa. Tình yêu mà nó khô khan quá đó Vy, dạ. Nó sẽ đơn lẻ và nó sẽ héo mòn. Dạ. Và lúc đó nó biến đi đâu mất đó. Hãy tạo cho mình, thật ra nếu chúng ta có cảm tình, chúng ta có một chút cảm xúc, chúng ta phải tự tạo cảm xúc để nó thăng hoa hơn nữa nha. Phú cố gắng nha em. Dạ. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, dạ.